Chú đang làm gì vậy? Chân gà đó. Đây chân gà chú. Ai? Ừ, gà nó cứ chăn này nó đến này. Như này là mình có mang ra là nó không đến ăn nữa. Ừ. Chú nó nhiều không? Nó như 3.000. 3.000 luôn. Chắc là 3.000. Cháu đi thu hoài chú. Cháu thấy chú là người tôi dễ vào cho chú đang làm gì và rất nhiều. Chú cho ăn để cháu khiêng chưa? Cái này cứ cầm hai cái này lại như đặt kia. Cháu đang muốn lên đây để học hỏi để chăn gà chú ạ. Cháu có trang trại. Trên cũng muốn nuôi một ít. Nên để học không thấy chú chăn nuôi muốn lên học để chăn. Nuôi này nó phải có kỹ thuật nhé. Nhớ bắt con gà, ôm con gà chuồng.
Chú ơi, chú làm nhé, cháu về thôi. Sau khi thu hoạch không có quả gì chín cháu thu hoạch. Về nhá. Vâng. Vậy là tới là ta. Ừ. Thank you.
Được mấy con rồi bạn? Rồi đi về đây. Đưa rồi, nhanh nhanh về.
Ăn cơm bà ơi. Chín rồi chứ? Vâng. Bà ăn cơm đi. Ăn cơm cho nó nặng. Hay bà ngồi bên nữa. Ui, càng ngon thế. Bà ăn đi. Ăn đi. Ăn nữa đi. Ăn
đủ đây nhé, chúng con ăn ngon này. Vâng, vâng. Chúc ngon miệng.